Trong khi nào họ biết gói vuông này đâu. Đùi tóc. Bao nhiêu sứa các ông ạ? Bao nhiêu sứa thừa nhất thì làm tiếp. Nhưng mà nhân này chẳng nhiều à? Ai cho? Ai cho? Gạo à? Ai cho 12 sứa. Mở thiết cho 16, 17 sứa. 5 cân. Bản mình cho 5 cân. Thuyền lúc đầu bảo không có bằng người ra 5 cân nữa. Nó có làm gì được hết, để quá sợ ông gửi đi. Cái kia không tước trước, bây giờ mà cắt. Tước trước, nên hỏi. Làm cái nốt cái bên đấy khô đi, khô đi đi. Không bảo đâu, bảo đi, chưa chưa bảo một lần nó. Không không bảo là không biết đâu, em chưa làm bao giờ đâu nè. Bảo chừng bảo làm tí gì. Được chưa bảo là anh chuyên nào làm mày tôn thì nhờ mấy cái bán chỗ thì họ lấy 30 lãi nhá, làm gì có chuyện giúp không. Thôi thôi không nói nữa. Mày hỏi ông nhân nó chưa làm đâu. Dây này lâu rồi, đừng năng đi giặt nữa dây này. Hai nồi khác, nồi khác mới lớn. Không đủ thì hai nồi à? Sao không hai nồi mà nồi vừa hả?
đang nóng. Họ là khu xuống nữa nhỉ, bác nè. Ai mà ai mà ép họ bánh trứng gặm ngon, ai nó bỏ thuốc rồi, nó không xuống nữa đâu. Bỏ thuốc về thì không không ăn. Thuốc không biết. Nhân bằng nhiều hơn gạo rồi. Thứ hai lần mà mạng mũi mà tím. Lấy thịt tôi đi xong này sẽ tiếp nhân nữa mà hai lần mình nhân nữa. Mm.